một quầy sửa khóa, sửa giày dép tại góc đường Dũng Anh Lĩ, thành phố Bắc Kinh. Dù mỗi khoản tiền mà khách trả thường chỉ vài chục nhân dân tệ, tương đương vài chục ngàn đồng, nhưng theo anh Trương thì phần lớn khách hàng thích thanh toán tiền qua điện thoại di động bằng mã quét. Với người bán hàng thì cũng tiện lợi, an toàn khi không phải giữ tiền mặt trong người, mà tất cả biến động tăng giảm đều được nhắn tin ngay cho anh trong chiếc điện thoại. Tiệm tôi có tới 2 mã quét, anh có thể thanh toán qua WeChat hay là Alipay tùy thích. Với anh vì sao tiện nhỉ? Anh nghĩ xem, nếu người ta trả tiền cho anh qua điện thoại thì anh không phải kiểm đếm, rồi trả lại tiền lẻ nữa, tiện lợi quá còn gì. Và hầu như những người bán hàng cung cấp dịch vụ ở Bắc Kinh đều có từ 1 đến 2 ứng dụng thanh toán điện tử qua WeChat, Alipay bằng điện thoại. Anh chàng ca sĩ đường phố này cũng trang bị cho mình chiếc ví điện tử của 2 ứng dụng trả tiền qua mã quét ở Trung Quốc. Và như thế, nếu người đi đường quên mang tiền mặt thì cũng dễ dàng quét mã để cho tiền anh. Nhờ vậy, anh khỏi phải lo thất thu mà nhập tâm để cất cao tiếng hát, phục vụ cho người qua lại. Tôi đăng ký 2 mã quét của 2 mạng lớn để người ta thích quét mã nào cho tiền tôi cũng được, vì giờ trào lưu ai ai cũng thích quét mã cho tiền. Mỗi ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng tùy nữa, có ngày kiếm được từ 300 đến 400 ngàn đồng, có ngày cũng gần 1 triệu đồng. Lượng tiền mặt rút bằng thẻ ngân hàng ở Trung Quốc ghi nhận giảm 3 năm gần đây. Gần 400 triệu người dân nước này thường xuyên sử dụng thanh toán qua điện thoại. Thời tiền tươi thóc thật, tiền mặt là vua đang dần mất thế so với thanh toán qua mạng. Công sức lớn nhất là các tập đoàn công nghệ ở Trung Quốc. Đã đến lúc người dân Trung Quốc mất ví, họ không buồn bằng mất chiếc điện thoại. Hầu hết những người hát dạo ở thủ đô Bắc Kinh đều có những cái mã quét điện tử như thế này. Để khi cần cho tiền thì người đi đường chỉ cần quét mã và anh ta không cần phải quản lý tiền mặt. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.